Có thể đây sẽ là kẻ thù khó nhằn nhất mà Po từng phải đối đầu. À tắc kè hoa này không những võ nghệ cao cường mà còn có thêm khả năng biến hình. Cậu sẽ phải chiến đấu không chỉ với kẻ thù cũ mà còn bonus thêm những vị sư phụ từ hàng trăm năm về trước. Nhưng đặc biệt hơn hết đó là cậu sẽ phải chiến đấu với chính bản thân mình. Mọi chuyện bắt đầu vào cách đây 3 ngày về trước, khi đó quán mì của bố Ping và bố Lee San mới khai trương chi nhánh mới. Cả hai đang đợi thần Long Đại Hiệp để mở màn mà đâu hay biết Po đang phải đi đánh quái. Đối thủ lần này của cậu là một con cá đuối, nó không phải dạng vừa đâu vì chẳng mấy chốc mà nó đã dồn Po vào thế khó. Po canh chuẩn thời cơ con cá đuối chuẩn bị ra đòn thì cậu liền bay lên tiếp chiêu. Cậu nhanh chóng dùng đuôi của nó để trói chặt nó lại, thành công hạ gục thủy quái trước sự chứng kiến của người dân. Sau đó Po liền chạy một mạch về tiệm mì thì bỗng nhiên người hâm mộ xuất hiện. Họ muốn xin chữ ký của cậu nên cậu cũng không ngần ngại gửi tặng mỗi người một cái, nhưng không biết Po lớ ngớ kiểu gì mà lại vô tình ký lên đầu của sư phụ Sifu. Ông bảo cả hai có chuyện cần nói thì Po đáp lại mình đang có việc gấp. Hóa ra việc gấp mà cậu nói đó là đi làm đại sứ thương hiệu quán mì của bố Ping. Với cây gậy quyền trượng trí tuệ được đại sư Oakway trao lại có khả năng du hành tới linh giới thì ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn Po khai trương tiệm mì. Mấy chú gấu con thắc mắc ngũ đại hào kiệt đâu rồi thì Po nhẹ nhàng bảo họ đang có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần phải làm nên không thể tới được. Nhưng quán có chuẩn bị sẵn mô hình của bọn họ nên không việc gì phải buồn hết. Sau đó Po làm vài tấm hình với các fan hâm mộ thì bỗng nhiên sư phụ Sifu tiếp tục xuất hiện. Ông bảo đã tới lúc Po phải tìm người kế thừa danh hiệu thần Long Đại Bịp để cậu còn tiến đến một cảnh giới khác. Cảnh giới cao nhất của võ lâm đó chính là thủ lĩnh tinh thần của thung lũng Bình Yên. Po không hiểu lắm nên Sifu đành bảo nó giống như đại sư Oakway. Po đang muốn từ chối thì Sifu hỏi trên tay cậu đang cầm cái gì vậy? Bánh quy hả thầy? Ý ta nói là cây gậy quyền trượng trí tuệ cơ. Đại sư Oakway đã tin tưởng và trao nó cho con để con làm nên chuyện lớn chứ không phải để mang đi khai trương quán ăn. Nghe xong Po định bảo Sifu thay mình thì ông bảo ông đã tìm được bản ngã của mình và đang hài lòng với nó. Nhưng Po trước giờ chỉ giỏi có hai việc đó là đánh nhau với kẻ thù và thi ăn. Việc phải tìm người kế thừa cậu thì chẳng khác gì một nhiệm vụ bất khả thi. Sang ngày hôm sau lễ tuyển chọn nhanh chóng được tổ chức. Với sự tham gia của anh Châu chuyên chơi game chém trái cây, chị lợn giỏi múa vòng. Thậm chí còn có một anh dê chuyên làm việc bằng cái đầu thì tay chân mới đỡ vất vả. Các thí sinh đã biểu diễn xong và bây giờ Po sẽ phải chọn ra người kế thừa. Cậu đắn đo suy nghĩ khoảng chừng là 2 giây rồi chỉ tay vào bản thân mình, con tìm được rồi nè sư phụ. Câu nói của Po chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mấy thí sinh ở dưới. Sau đó sư phụ Sifu đành phải dẫn Po đến nơi đại sư Oakway hay tịnh tâm, ông bảo cậu hãy để vũ trụ giải đáp. Giống như kiểu coi bài Tarot vậy đó con, thế là Po thử tĩnh tâm xem vũ trụ muốn nói gì. Mặc dù tâm cậu đã tịnh nhưng bụng cậu lại bảo đói. Bỗng nhiên vô số những luồng suy nghĩ của Po hiện lên và nói liên tục khiến Po nhức hết cả đầu. Hóa ra vũ trụ đang cố gắng gửi cho Po một thông điệp gì đó. Cậu cố gắng cảm nhận thì lại vô tình hít phải mấy bông hoa anh đào. Bây giờ Po mới để ý có một tên trộm đang trốn trên nóc nhà. Hắn đột nhập vào trong đền thờ làm cậu phải đuổi theo. Kỹ năng của tên trộm này chắc cũng phải ngang ngửa thằng bạn tôi copy bài mỗi khi kiểm tra. Vừa im lặng mà vừa hiệu quả. Nhưng chẳng mấy chốc mà Po đã phát hiện ra hắn. Tên trộm ném cây đao về phía Po thì cậu nhanh chóng đỡ lấy, nhưng cậu hơi quê khi vô tình làm rơi mất cây trượng trí tuệ. Tên trộm thấy thế liền nghi ngờ Po là thần Long Đại Bịp chứ đại hiệp gì tầm này. Po cay cú định dạy cho hắn một bài học mà đâu ngờ hắn cũng không phải dạng vừa. Cô cáo gen liên tục ném những món bảo vật của các đại sư đời trước để lại khiến Po phải chật vật đi lượm lại chúng. Mặc dù với thân thủ nhanh nhẹ Po đã gom các bảo vật lại với nhau nhưng chỉ duy nhất cái bình đựng linh hồn cậu đã làm vỡ tới 2 lần thì bây giờ nó tiếp tục bị vỡ lần 3. Thấy con cáo ngất xỉu thì Po thầm nghĩ mình đã nặng tay nên chuyện mới ra nông nỗi này mà đâu ngờ nó chỉ giả vờ nhằm chiếm đoạt cây gậy quyền trượng trí tuệ. Thế là Po đành phải đóng cửa nhưng không thả chó. Cậu sẽ cho tên trộm này biết tại sao cậu xứng đáng với danh hiệu thần Long Đại Hiệp. Chỉ với vài đường quyền cơ bản mà Po đã xử gọn tên trộm trong nháy mắt. Sau đó cậu nhanh chóng chuẩn bị xe để đưa tên trộm đi bóc vài quyền lịch. Bỗng nhiên có mấy người dân trong khu hầm mỏ xuất hiện. Họ kể rằng cách đây vài ngày trong khi họ đang làm việc thì xuất hiện một hình dáng quen thuộc. Lẽ ra bây giờ Đại Long phải ở cõi linh hồn nhưng hắn đã quay trở lại. Hắn nói hắn sẽ đòi lại những gì thuộc về mình rồi bắt đầu đập phá. Đại Long cũng không quên thách thức thần Long Đại Hiệp thêm một lần nữa. Nghe xong Po liền xách ba lô lên đường đi điều tra. Cậu phát hiện ra dấu chân bất thường khi càng ngày càng nhỏ đi. Nhận ra chuyện này chắc chắn có ẩn khúc nên tối hôm đó Po đã quay lại nhà giam để hỏi thăm tên trộm. Gen cũng không giấu giếm mà tiết lộ về một nữ vương có hàng ngàn hình dạng, khả năng biến hóa khôn lường vì bà ta là một con tắc kè hoa. Po không hiểu vì sao bà ta lại gây sự nên muốn tìm gặp để hai mặt một lời. Vậy là cậu đã thỏa thuận với Gen vì cô có thông tin về bà tắc kè hoa. Đổi lại cậu sẽ phải thả cô ấy ra khỏi nhà giam,
Đúng lúc này, Sifu xuất hiện và ngăn cản Po lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn đúng đắn đi Po. Thế là Po quyết định lựa chọn thả cô cáo Gen và còng tay Sifu vào cổ vịt. Mặt khác, người dân trong làng đã bắt đầu đồn đoán đủ thứ về pháp sư tắc kè hoa. Có người nói rằng đồ ăn yêu thích của bà chính là gấu trúc làm cho bố Ping mất hết tâm trạng bán với buôn. Thế là bố Lee San phải an ủi bố Ping bình tĩnh lại, chỉ là pháp sư biến hình thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Nhưng đúng như lời đồn, khi bà ta đã trà trộn vào đám xã hội đen có máu mặt trong thành phố, một con gấu nâu chờ ê chê bà ta chỉ là một con tắc kè hoa thì có gì mà ghê gớm. Bộ các ngươi quên bà ta có thể biến hình thành bất kỳ ai à, có thể là ngươi hoặc là người này chẳng hạn, mà cũng có thể là ta. Nói dứt câu thì tắc kè hoa đã trở lại hình dáng ban đầu. Ơ chị cho tụi em xin lỗi, nước đi đó tụi em đi nhầm cho tụi em đi lại nha, thôi không sao. Anh em chúng ta sống bằng tình cảm và tình cảm tháng này tăng lên gấp đôi nhé. Nghe xong, con gấu nâu liền tức giận bảo không. Chính điều đó đã khiến tắc kè hoa nổi cơn thịnh nộ và biến thành một con voi. Với hình dáng to lớn như thế thì con gấu nâu đành phải cục cái pha xuống và xin lỗi. Cùng lúc đó, gấu béo vụng về vẫn đang miệt mài đồng hành cùng cô cáo lươn lẹo. Cậu chỉ muốn mời Gen miếng bánh mà cổ nghi ngờ lên nghi ngờ xuống, nhưng cuối cùng vẫn bỏ hết vào miệng. Sau đó chẳng mấy chốc mà trời đã tối, bố Ping và bố Lee San vì lo lắng cho con trai mà không hẹn lại gặp. Thế là hai ông bố quyết định sẽ cùng nhau đi hỗ trợ Po. Mặt khác, Po và cô cáo đang định dừng chân tại một quán rượu thì bỗng nhiên có một con thỏ bay ra ngoài. Cứ tưởng của ai để quên thì hóa ra là do thỏ ở đây bị bắt làm phục vụ. Phía trước là một bàn mặt trượt đang thiếu tay nên Gen đã xin phép tham gia vì mình cũng đang ngứa nghề. Bà chủ cứ nghĩ sắp sửa hốt được kèo thơm thì ai ngờ lại là kèo thối khi bị thua sạch, thắng đậm nên cô nàng cáo gọi ra cả bàn thức ăn để chiêu đãi gấu béo. Po đang say sưa ăn uống thì vô tình chạm vào người của Gen khiến đống bài mặt trượt rơi xuống. Chiêu trò bịp bợm bị bại lộ làm cô cáo bị xịch keo cứng ngắt. Bà chủ lợn thấy vậy liền tức muốn nổ đom đóm mắt và ra lệnh cho đàn em xông lên đá đít Po và Gen. Thế là một cuộc hỗn chiến nhanh chóng được diễn ra. Trong lúc đánh nhau, Po cũng không quên để mắt đến các chú thỏ. Còn Gen thì vẫn chứng nào tật nấy khi vừa đánh nhau vừa trộm tiền. Nhưng Po đã nhanh chóng trói cô nàng và trả tiền lại cho mọi người. Rồi cậu kết thúc cuộc chiến bằng cách vung chiếc gậy của Quy Lão làm cả bọn mê mệt và đánh một phát khiến thần long xuất hiện đánh bay đám đầu trộm đuôi cướp này văng ra xa. Tuy nhiên vẫn còn bà chủ lợn với hai tay cầm hai cây song đao chém Po điên cuồng, quán rượu nhanh chóng nghiêng sang một bên khiến Po và Gen rơi ra ngoài. May mà bên dưới có một con thuyền mà Po đã thỏa thuận trong lúc ăn uống nên cả hai mới thoát được một kiếp. Họ lập tức căn bùm ra khơi trước sự cay cú của bà chủ lợn. Trải qua sóng gió lần này khiến cả hai trở nên thân thiết hơn. Cuối cùng cô cáo kể cho Po nghe về tuổi thơ dữ dội của mình. Ngay từ nhỏ cô đã không có cha mẹ nên phải tự thân vận động. Bị dòng đời xô đẩy nên cô mới phải hành nghề ăn trộm để kiếm miếng ăn qua ngày. Bỗng nhiên tới một hôm cô được một người nhận nuôi và cho cô một mái ấm. Cùng cảnh ngộ nên Po cũng kể về hoàn cảnh của mình. Cậu tâm sự mình chỉ muốn làm thần điêu đại bịp chứ không muốn làm thủ lĩnh tinh thần gì đó. Cùng lúc đó tắc kè hoa đang gấp rút làm một thứ gì đó, mà nguyên liệu để tạo nên những thứ này là vàng bạc châu báu. Hóa ra các khung thép xanh kia chính là những chiếc lồng. Ta sẽ dùng nó để cai trị khắp nơi trên thế giới. Sau đó thuyền của Po và Gen đã đến được cổng thành Bách Sủ. Một nơi vô cùng nhộn nhịp, khi muốn làm gì cũng được mà chả có ai thèm quan tâm. Vừa mới lên bờ, Po đã choáng ngợp với phong cách giao thông hỗn loạn nơi đây. Tuy nhiên thứ làm cậu hứng thú nhất đó không gì khác ngoài thiên đường thức ăn. Trong đầu cậu nhanh chóng liên tưởng đến hàng nghìn món ăn. Cô cáo Gen cũng không quên nói cho Po biết kể từ ngày tắc kè hoa chiếm lấy nơi này thì bọn lính của thường xuyên đi thu tiền bảo kê các hàng quán ăn, chẳng khác nào cướp giữa ban ngày. Sau đó Po phát hiện ra Gen đang là tội phạm bị truy nã, làm gì ngạc nhiên dữ vậy ba? Chẳng lẽ cả thành phố rộng lớn như thế này thì chỉ có một mình tôi bị bắt? Lời vừa nói ra khỏi miệng thì cô nàng đã bị tóm ngay và luôn, thế là Po phải nói đỡ khi mình chính là Thần Long Đại Hiệp. Nhưng mọi người ở đây không hề biết Thần Long Đại Hiệp là cái gì hết. Kết quả là cậu bị bắt vô nhà đá chung với Gen luôn mới đau, nhưng không sao khi Gen luôn có đồ chơi để thoát ra ngoài. Cô nhanh chóng mở cửa sắt và đẩy Po xuống một chiếc xe sầu riêng. Trên đường chạy trốn thì bây giờ Po mới phát hiện ra mình cũng đã bị truy nã. Đúng là thời buổi công nghệ nên mọi thứ được cập nhật nhanh dữ. Nhưng trước mắt cả hai phải tìm đường thoát ra khỏi đây nếu không muốn bị bắt lại. Gen nhanh tay lẹ mắt phóng qua tường, còn Po thì luôn biết cách tự tạo lối đi riêng. Nhờ thông thạo địa hình nên Gen đã dẫn Po chạy vào ống cống và đáp xuống một chiếc xe kéo làm chú heo gánh còng cả lưng. Phía trước là đường cụt nên cả hai đã bị bay lên trời. Tiếp theo họ phóng lên một con diều để tẩu thoát. Nhưng Po bất cẩn liền bị ngã xuống xe sầu riêng lần hai. Cậu vừa xin lỗi chủ sạp xong thì phải tiếp tục bỏ chạy. Sau đó cả bọn đuổi đến một tiệm đồ cổ nên phải nín thở mà đi vì sợ làm vỡ. Sau đó Po và Gen đã chạy tới đường cụt nên Gen phải mở ra mật thất bí mật.
nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp phải vỏ dừa khi nơi này hội tụ đầy đủ các thành phần trộm cắp khét tiếng của thành phố. Po ngây thơ cứ tưởng ba chú thỏ trước mắt bị lạc mà đâu hay biết chúng là những dân chơi máu mặt. Sau khi tặng cho Po vài phát cắn yêu thương thì chúng liền trở lại vỏ bọc đáng yêu. Lúc này thủ lĩnh của băng trộm cướp là Han xuất hiện. Ông tỏ vẻ vui mừng khi lâu ngày mới gặp lại cô học trò cũ, nhưng thay vì trao nhau những cái ôm ấm áp thì ổng trao một đống giáo mác ra ngoài. Po đang định ra tay cho bọn họ biết thế nào là lễ hội thì bỗng nhiên hình ảnh sư phụ Sifu hiện về. Ổng bảo không phải lúc nào cũng nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thế là Po đành phải dở giọng dạy đạo lý cho cả đám nghe. Mặc dù cả đám không hiểu lắm nhưng đã hẹn Po vào khi khác để đánh nhau, thôi thì thoát được khỏi nguy hiểm cũng mừng rồi. Po bất lực mà không biết phải làm sao, cậu nói cả đống tên ra để nhận bà con, nhưng chỉ đến khi nghe tên Sifu thì Han tỏ ra rất kính trọng. Bonus thêm việc Gen lươn lẹo thuyết phục thì ông ấy đã đồng ý cho cả hai lánh nạn qua đêm. Po cứ nghĩ tới đây thì sóng gió đã qua đi mà đâu hay biết mình bị đánh cắp cái quần. Mặt khác hai ông bố đang phải trèo đèo lội suối để đi tìm Po, bố Lee San vì nặng quá nên đã bị rơi ra khỏi bậc thang. Mặc dù bố Ping đã cố gắng níu lại nhưng vẫn không được, cứ tưởng chuyện xấu đã xảy ra thì ai ngờ họ chỉ mới leo được có vài bậc thang, thế mà cũng diễn sầu dễ sợ. Sau đó hai ông bố đã đến được quán rượu bị Po và Gen quậy banh, nhìn thấy bên trong toàn là giang hồ hàng hiệu nhưng bố Ping lại cho rằng người kinh doanh sẽ rất hiếu khách. Đã thế ông còn tự giới thiệu mình là bố của Po mà đâu hay biết thằng con mình chính là thủ phạm khiến mọi người xung quanh ở đây phải băng bó. Bố Ping mà không bồi thường thì sẽ được tắm trong nồi nước nóng này ngay và luôn. May mà bố Lee San xuất hiện kịp thời và sử dụng võ mồm để cho chúng biết ai mới là ông trùm ở đây. Bố Lee San nắm đại đống mặt trượt trên bàn nhai ngấu nghiến sau đó phun ra ba cái răng khiến cả đám phải rén ngang, đến cả uống nước còn bóp bể luôn cái ly làm bọn chúng càng thêm sợ hãi. Mặc dù bị miếng gỗ đâm vào tay nhưng ông phải gồng lên nếu không sẽ bị phát hiện. Sau đó ông nhảy lên chiếc bàn để múa vài đường quyền thì vô tình khiến quán rượu nghiêng sang một bên. E ngại cơ sở làm ăn tiếp tục bị phá lần hai nên cả đám đã ngoan ngoãn chỉ đường cho cả hai rời đi. Nhưng bố Ping và bố Lee San vừa bước ra ngoài cửa thì quán rượu liền bị rơi xuống biển. Thôi thì coi như chúng ta có duyên mà không nợ nhé. Sang ngày hôm sau Han thông báo phố xá đã an toàn. Đàn em trộm cướp đã có thể bắt đầu lộng hành, còn Po và Gen thì bị đuổi không thương tiếc. Thế là Po liền rủ Gen lên thành trì của Ả Tắt Kè Hoa, cậu định đánh nhanh thắng nhanh thì cô cáo lại nói chờ đợi là hạnh phúc. Hóa ra câu nói đó có ý nghĩa là tới buổi trưa đám lính canh sẽ đi ngủ, cả hai sẽ lợi dụng điều đó để luồng lách và tiến sâu vào trong mà không bị phát hiện. Nhưng Po vô tình đánh rơi cái nắp cống và phát ra tiếng động cực lớn, thế mà đám lính vẫn ngủ say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội báo mà thôi. Vừa lên khỏi bậc thang thì Po tiếp tục báo khi đánh giấm một quả làm đám lính canh bị cái mùi hôi thối đấy đánh thức. Chúng đồng loạt lao đến khô máu thì may mà Po kịp thời đóng cánh cổng sắt để cắt đuôi, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó khi những cái bẫy đã được kích hoạt. Với thân thủ nhanh nhẹn thì việc né mấy thứ này đối với Po và Gen chỉ là trò con nít. Nhưng trong một phút bất cẩn Po đã bị rơi vào bẫy của kẻ địch. Mặc dù cậu đã dùng hết sức để thoát ra nhưng không ăn thua, thấy không còn cơ hội Po liền giao lại cây gậy cho Gen cầm giúp mà đâu ngờ cô ấy lại đưa nó cho Ả Tắc Kẻ Hoa. Hóa ra ngay từ đầu Gen chính là nữ đệ tử của bà ta. Po ngơ ngác ngỡ ngàng nhưng không thể bật ngửa khi phát hiện mình bị lừa. Hóa ra trong một lần Ả Tắc Kẻ Hoa đi dạo thì nhìn thấy mọi người đều phải dập đầu. Nhưng chỉ có một cô bé là dám dùng món nghề nhỏ nhoi để đi chôm chỉa nên đã để lại ấn tượng với bà ta. Ả Tắc Kẻ Hoa nhận ra trong ánh mắt Gen tràn ngập khát khao được sống giống mình ngày xưa nên đã cho Gen một cơ hội và dạy võ cho cô. Ả Tắc Kẻ Hoa bắt đầu kể về đam mê võ thuật của mình nhưng do cơ thể nhỏ bé nên không nơi nào chịu nhận bà làm học trò. Giận quá mất khôn nên bà ta đã tự học phép thuật để quyết tâm một ngày làm bá chủ thiên hạ, chứng minh cho thế giới thấy huyễn thuật của mình sẽ chiến thắng cung phu. Và việc lấy cây gậy quyền trượng trí tuệ cũng nằm trong kế hoạch với mong muốn mở ra cánh cửa linh giới để đánh cắp võ công của các vị đại sư. Po nghe xong liền ra sức thoát khỏi chiếc lồng nhưng nó được chế tạo từ một loại phép thuật rất cổ xưa, ít thì cũng phải 10 thần long đại hiệp như cậu mới phá vỡ được. Nếu không phá vỡ được nó thì Po sẽ độn thổ xuống dưới. Nhưng tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Ả Tắc Kè Hoa khi Ả đã cho người mai phục sẵn ở dưới. Mặc dù phải đối mặt với hàng trăm tên địch nhưng Po không hề sợ hãi. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đánh cho lũ thần lằn này phải khóc thét gọi mẹ. Sau đó cậu nhanh chóng thoát ra ngoài và đánh cho hai tên lính canh bay đi chỗ khác. Nhưng trong một phút bất cẩn mà cậu đã bị Ả Tắc Kẻ Hoa giả làm Gen đá xuống dưới. Gen buồn bã tưởng rằng gấu béo đã lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân mà đâu hay biết cậu đã may mắn nắm vào được một gốc cây. Nhưng một tên lính thần lằn ở gần đấy đã phát hiện Po và điên cuồng lao đến muốn đồng quy vô tận với cậu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi bún thì bố Ping đã xuất hiện kịp thời để giải cứu Po. Cả hai chưa kịp mừng rỡ thì cành cây bị gãy và có cánh tay bất chợt nắm lấy Po. Người đó không ai khác chính là bố Lee San.
Mặc dù đã thoát được một kiếp nạn nhưng cô vẫn rất buồn khi hai ông bố không tin tưởng mình nên mới tìm đến đây. Đồng thời cậu cũng tự trách mình ngu ngốc nên mới tự tay đưa cây gậy cho kẻ thù. Như vậy chẳng khác gì đẩy thiên hạ đến nguy hiểm. Bố Ping và bố Ly San thấy con trai buồn thì cũng an ủi đôi chút, ở đời ai mà chẳng mắc phải sai lầm. Quan trọng là chúng ta có thể rút ra được bài học gì từ sai lầm đó. Họ đang nói chuyện thì vô tình nhìn thấy bọn lính thần lằn vác những cái lồng. Cùng lúc đó ả tắc kè hoa đang giáo huấn lại Gen. Nếu một ngày nào đó ngươi không còn giá trị thì chính tay ta sẽ trừ khử ngươi. Nói xong bà ta liền vung trượng đánh xuống nền gạch, chẳng mấy chốc mà cánh cổng linh giới đã hiện ra. Bà ta nói mình muốn sức mạnh của Đại Long nhưng hắn đã từ chối. Và khi ngôn từ đã bất lực thì đó là lúc bạo lực lên ngôi. Sàn đấu bỗng chốc biến thành sân khấu của Đại Long. Nhưng trong một phút bất cẩn hắn đã bị ả tắc kè hoa đã hấp thụ sức mạnh, thế là bây giờ Đại Long chỉ còn là một cái tên. Xong việc ả tắc kè hoa tiếp tục mở cửa linh giới và hấp thụ sức mạnh của các đại sư khác. Thấy tình hình đang rất là tình hình nên Gen đã lén trốn ra ngoài để tìm cứu viện. Nhìn thấy Po thì cô rất vui khi biết cậu vẫn còn thở. Gen đồng thời xin lỗi Po vì hành động lừa đảo của mình. Không muốn Po lao đầu vào chỗ chết nên cô đã động thủ thay cho động khẩu. Nhưng cuối cùng cô đã ôm lấy Po và cầu xin cậu cho mình cơ hội để sửa lỗi. Thấy Gen cũng ăn năn hối lỗi nên Po đã tha lỗi cho cô. Nhưng trách nhiệm của cậu là ngăn cản ả tắc kè hoa nên cậu vẫn phải làm. Gen không thể trơ mắt đứng nhìn Po đi vào ổ kiến lửa nên cô đã cùng hai người bố đi tìm sự giúp đỡ của Han. Bằng những lời lẽ chân thành từ sâu tận bên trong lòng mình thì cô đã thành công thuyết phục cả đám theo mình. Mặt khác, những đại sư vừa xuất hiện thì đã bị ả tắc kẻ hoa hút hết sức mạnh. Po nấp ở một góc chưa nghĩ ra cách gì để hành động thì đã bị Đại Long trách móc khi đại sư Oakway đã mù quáng chọn lầm người. Hắn cho rằng chính Po mới là kẻ ăn hại khi thế giới đang nằm trong nguy hiểm. Nghe xong Po không buồn mà còn tăng thêm quyết tâm. Cùng lúc đó bố Ly San đang ở bên ngoài lại giở chiêu tấu hài. Ông mạnh miệng đe dọa bọn lính canh mà đâu hay biết trước giờ chúng chưa biết sợ là gì. Nhưng tất cả đã nằm trong kế hoạch khi mục đích của bố Ly San đó là dụ đám lính đến trước mặt ba chú thỏ. Đúng chuẩn việc nhẹ lương cao là đây. Mặt khác Po muốn nói chuyện đàm đạo với ả tắc kè hoa nhưng thấy không có tác dụng nên cậu liền vào thế chiến đấu. Ả tắc kè hoa sau khi hấp thụ sức mạnh của các vị đại sư thì tự tin ném trả lại cây gậy cho Po. Trước khi cả hai lao vào combat thì Po vẫn muốn dùng ngôn từ để khuyên nhủ. Nhưng cậu đâu hay biết quê của ả tắc kè hoa là ở Hải Phòng khi ả không lòng vòng liền biến hình để đánh nhau với Po. Cậu cũng chẳng kém cạnh gì khi từng chiêu ả tắc kè hoa tung ra đều bị cậu vô hiệu hóa, mặc dù chỉ là kung phu sao chép nhưng chẳng khác gì hàng dép một một. Trong lúc Po không để ý liền bị ả tắc kè hoa hóa sói cắn vào mông một phát, mặc dù đang combat nảy lửa nhưng ả tắc kè hoa cũng không quên nói đạo lý. Đúng lúc này Gen đu dây xuống cứu viện nhưng không hiểu sao lại bay đi chỗ khác. Cô nhanh chóng ứng biến liền dùng một chiếc lồng khác để đè ả tắc kè hoa. Cuộc chiến đã đảo chiều khi bây giờ là 2-1, nhưng Po và Gen đâu ngờ ả tắc kè hoa lại chơi chiêu thâm độc khi dung hợp tất cả các đại sư lại với nhau. Kết quả là tạo ra một con rồng siêu to khổng lồ, với thân hình to lớn ả ta dễ dàng dồn Po và Gen lên tới nóc nhà. Cả hai chưa kịp bắt con gà thì Gen đã bị ả phản diện bắt được, Po cũng nhanh chân bay lên tóm vào cái đuôi để bay cho biết với người ta. Cậu nhanh chóng chạy lên trước mũi để điều khiển ả tắc kè hoa đâm thẳng xuống dưới và thành công giải cứu Gen. Sau đó Gen nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Po thì bất ngờ chưa, ả tắc kè hoa đã biến hình thành Po và bây giờ cậu sẽ phải chiến đấu với chính mình. Cả hai vừa trao đổi vài đường cơ bản đã tạo ra một vụ nổ cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù cầm được cây gậy trong tay nhưng Po vẫn chỉ có thể đánh ngang kèo, một cuộc chiến bất phân thắng bại khi kẻ tám lạng người nửa cân. Ả tắc kè hoa lợi dụng cái lưỡi dài liền trói Po lại và cho cậu ăn liên hoàn nấm. Sau đó còn thổi lửa vào mấy cái lồng giam để ném về phía Po. Cuộc chiến ngày càng một chiều khi ả tắc kè hoa liên tục áp đảo cậu. Kết quả là mấy mảnh vỡ đã tạo thành một chiếc lồng để giam giữ Po lại. Bị dồn vào đường cùng, Po đành giao cây gậy quyền trượng trí tuệ cho Gen. Cậu tin cô nàng sẽ làm nên điều kỳ diệu. Nhưng ả tắc kè hoa còn chẳng thèm nhìn Gen bằng nửa con mắt, bởi vì những gì Gen học được đều là do ả ta dạy. Chẳng mấy chốc mà ả tắc kè hoa đã đọc Gen như đọc một quyển sách, nhưng ả phản diện đâu ngờ Gen đã học được chiêu thức mà Po đã dùng ở quán rượu. Chỉ có người kế thừa thần long đại hiệp mới có thể hóa khí thành rồng vàng. Hóa ra Po chỉ giả vờ để Gen bộc lộ tiềm năng của mình. Cậu nhận ra Gen chính là người phù hợp để mình trao danh hiệu thần long đại hiệp. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì ả tắc kè hoa định đánh lén mà đâu hay biết Po đã tính toán hết mọi thứ. Đồng thời cậu cũng trả lại võ thuật cho những người bị cướp. Có thể trong quá khứ bọn họ từng là kẻ thù của nhau. Nhưng hiện tại tất cả đều công nhận khả năng của gấu béo. Họ đồng loạt chấp tay cúi đầu hành lễ và đã đến lúc trở về cõi linh hồn. Po vung gậy lên vài đường liền xuất hiện hai con rồng vàng mở ra cánh cổng linh giới để tiễn biệt toàn bộ.
Trước khi đi, Đại Long cũng không quên mang theo ả tắc kẻ hoa. Cuộc chiến kết thúc và Po nhanh chóng dẫn Thần Long Đại Hiệp đời tiếp theo về ra mắt sư phụ Sifu. Ông có hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ phàn nàn vài câu rồi rời đi. Sau đó cả hai bắt đầu với việc luyện tập cùng Ngũ Đại Hào Kiệt để khiến Gen trở nên xứng đáng hơn với danh hiệu Thần Long Đại Hiệp đời kế tiếp. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé!